Năm đó có người hỏi ta vì sao luyện khí, ta nói vì tiền, vì nàng. Ta đi theo sư phụ từ nhỏ, sư phụ đặt cho ta cái tên Tô Tùy An, ý là tùy tâm mà bình an. Sư phụ là Tô Tuấn, là đệ nhất luyện khí sư đời trước, giờ đã nghỉ hưu, có lẽ là duyên phận. Năm đó ta 6 tuổi, thể hiện thiên phú luyện khí siêu phàm, sư phụ liền thu ta làm đồ đệ. Sư phụ tựa như phụ thân, đối xử rất tốt với ta, truyền thụ cho ta luyện khí chi pháp cao thâm, nhưng ta cũng không thích luyện khí, ta cũng không biết ta thích cái gì. Sư phụ cũng chưa trách cứ gì ta, giống như cái tên của ta, hắn chỉ hy vọng ta có thể bình an tùy tâm mà sống. Năm 16 tuổi, sư phụ xuống núi mang về một tiểu sư muội, nhỏ hơn ta 1 tuổi, nghe sư phụ nói cũng là cô nhi giống ta. Ở tư chất điện đánh giá, về thiên phú luyện khí cũng không kém ta chút nào. Đồng thời nàng rất thích luyện khí, sư phụ đặt tên cho nàng là Tô Tiểu Châu, không có gì ngụ ý. Sư phụ nói với ta là tùy tiện đặt, ta rất thích người tiểu sư muội này, muốn mực coi nàng là muội muội. Nhoáng cái 3 năm trôi qua, ta lần đầu tiên cùng sư phụ xuống núi, ở Tiêu Giao thư viện, ta gặp được nàng, chỉ là một cái nhìn, ta liền không thể quên được. Ta hỏi xung quanh, muốn phương thức liên lạc của nàng. Nàng tên Niệm Trúc, ta cùng với nàng xác định quan hệ, ta biết ta phải làm gì đó cho nàng, ta phải kiếm tiền nuôi nàng, mà ta biết duy nhất cũng chỉ có luyện khí. Sư phụ, ta muốn luyện khí. Sao thế Tùy An? Ngươi không phải nói không thích luyện khí sao? Sư phụ, ta thích một nữ hài, ta muốn lấy nàng, ta cảm thấy thật sự rất thích nàng, ta phải kiếm tiền, rất nhiều tiền, cho nên xin ngài dạy ta luyện khí đi. Đứa trẻ ngốc, mau dậy đi. Ngươi muốn học, ta đương nhiên dạy ngươi. Tạ ơn sư phụ. Sư huynh. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu luyện khí không biết ngày đêm. Tô gia tiểu tử thật bản lĩnh, tuổi còn trẻ mà đã đạt bát phẩm luyện khí sư. Nghe nói kẻ này tài sản đã có 10.000 linh thạch. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Sư huynh, luyện khí về luyện khí, cũng không thể phá hỏng thân thể. Ngươi thế này, tẩu tử cũng không hy vọng nhìn thấy đâu. Tiểu sư muội, sư huynh hỏi ngươi, ngươi vì sao lại luyện khí? Bởi vì ta thích, có thể gặp được sư huynh cùng sư phụ, chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Tiểu Trúc. Tiếp theo, ta cũng muốn luyện được một trang bị độc nhất vô nhị cho người ta yêu. Tiểu sư muội nhà ta cũng có người trong lòng, ai có phúc khí như thế? Nhưng mà sư huynh, hắn đã có người mình thích rồi, ngươi nói ta có nên tham gia không? Sư muội, nếu như ngươi thật sự thích người này vô cùng, nhất định là người này, thì nên thổ lộ kịp thời. Chưa đến cuối cùng làm sao biết được kết quả. Được, vậy ta liền đi luyện khí, để đi bày tỏ tâm ý này. Đảo mắt 3 năm qua đi, ta vì nàng bỏ ra quá nhiều. Vì thành hôn, ta trước sau vì nàng bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng lúc ta đề xuất thành hôn với nàng, Tùy An, chúng ta về sau vẫn nên đừng gặp lại nữa. Chúng ta không hợp. Ngươi chỉ biết luyện khí, không thể cho ta thứ ta muốn. Ta đã quyết định cùng thất thánh tử Thái Sơ Kiếm Tông thành hôn. Thật xin lỗi, khiến ngươi mất thời gian như vậy. Cứ như vậy đi, được không? Được. Niệm Trúc, vì sao không nhìn ta thêm một chút? Đời này mệt mỏi quá, kiếp sau, ta không muốn luyện khí nữa. Tùy An, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, ta thật sự cảm giác trời sắp sập. Vật này là ta lấy thân luyện ra, xin sư phụ đem nó cho Niệm Trúc, coi như chấp niệm cuối cùng của ta. Sư phụ đáp ứng, Tùy An kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp. Sư phụ, đồ của hắn, ta không muốn lấy. Đồ của người chết, suối quẩy, nhanh đem đi đi. Về sau chúng ta coi như không quen, đừng có lại gặp ta nữa. Ngươi làm như vậy, lương tâm không đau sao? Năng lực chịu đựng tinh thần của hắn quá kém, còn trách ta sao? Ngươi là muốn đòi tiền về sao? Cũng không vong ân phụ nghĩa như ngươi, ngươi xem thường chúng ta, vậy chúng ta liền không lại nữa.
Sư huynh, nữ nhân như vậy, thật sự đáng để người nỗ lực như vậy sao? Sư phụ, ta nhớ sư huynh. Tiểu Trúc, vi sư biết người rất thích Tùy An sư huynh. Ta muốn để các người đều có thể sống tốt. Ta muốn đem người giao cho đồ đệ ta tín nhiệm nhất. Ta muốn nhìn các người bạch đầu dài lão. Đều do vi sư, không nên nghe theo sư huynh người. Không nên dẫn hắn xuống núi. Đều do vi sư, đều trách ta. Sư phụ. Sư huynh, đừng đi. Tiểu Trúc không muốn người đi. Chờ đi. Sư huynh, Tiểu Trúc nhớ người. Sư phụ, ta muốn để sư huynh sống lại. Sư phụ, cũng không phải không có cách. Nhưng Tiểu Trúc cái gì cũng không sợ, chỉ cần có thể cứu Tùy An sư huynh. Một mạng, đổi một mạng, còn nhất định phải là người có mệnh cách giống hắn mới được. Có lẽ hết thảy đều là định số. Tiểu Trúc, ngươi chính là người có mệnh cách giống với sư huynh của ngươi. Sư phụ, nên làm thế nào? Luyện khí chi đạo, nếu lấy người sống làm dẫn, luyện thành đồ vật, thể nội tất nhiên có một đạo linh hồn tàn niệm của người kia. Còn nếu muốn để đạo tàn niệm này ngưng thực, thì cần luyện khí sư nhất mạch thực hiện một cấm thuật tiên thiên âm dương phù, lấy người mệnh cách giống nhau làm dẫn động tàn niệm, đem hồn phách hoàn chỉnh từ địa phủ cưỡng ép mang ra. Hồn phách người đổi rơi vào vực sâu vô tận, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, một mạng đổi một mạng. Sau đó lấy thiên tài địa bảo có thể xây lên nhục thân. Bởi vậy pháp này là cấm thuật trong cấm thuật, một khi thi triển không có đường lui. Cho dù như vậy, ngươi vẫn muốn kiên trì sao? Chỉ cần sư huynh có thể sống sót, ta chết cũng không tiếc. Đa tạ sư phụ thành toàn. Sư phụ chờ ta một chút, ta chuẩn bị một chút. Sư phụ, xin đem kiếm cùng phong thư này cho sư huynh. Tiểu Trúc không thể báo đáp, đời sau chỉ cầu con có thể làm đệ tử của ngài, con có thể làm tiểu sư muội của Tùy An sư huynh. Tiên thiên âm dương phù khai. Nếu có kiếp sau Vạn Thủy Thiên Sơn, ngươi có nguyện ý theo ta đi ngắm nhìn? Tô Tùy An, nên tỉnh rồi. Sư phụ, ta không phải. Tiểu sư muội, xin lỗi, là sư huynh ích kỷ. Xem thử đồ vật tiểu sư muội người cố ý để lại cho ta đi. Sư huynh, từ khi ta được sư phụ mang về, lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi rồi. Nhưng ta vẫn luôn không dám biểu đạt. Ta sợ ngươi không thích ta. Ta sợ ta nói, chúng ta ngay cả huynh muội cũng không phải nữa. Khi ta biết ngươi có người thích rồi, nhưng người kia không phải ta, ta thống khổ. Vì cái gì? Vì An sư huynh không thể quay đầu liếc lấy ta một cái. Lần trước nhìn thấy sư huynh ở trong rừng trúc luyện chế kiếm, ta cảm thấy sư huynh thật sự thích, hẳn là kiếm. Kiếm khách, rất tốt. Trúc Nhi vì Tùy An sư huynh luyện một kiếm, không biết sư huynh có thích hay không. Thích, rất thích. Cũng rất thích Trúc Nhi, ta đặt tên cho nó là Thính Trúc. Hy vọng ta vĩnh viễn bồi sư huynh. Trúc Nhi chỉ muốn để ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Về phần tình cảm Trúc Nhi đối với sư huynh, cứ theo gió mà bay đi đi. Ta hy vọng đời sau có thể cùng Tùy An sư huynh kết làm đạo lữ. Ta thật sự rất yêu sư huynh. Sư huynh một thế này, nhất định phải tìm một cô gái tốt yêu sư huynh giống như ta nha. Đừng có lại ngốc ngốc bỏ qua, nếu không Tiểu Trúc ở dưới cửu tuyển cũng sẽ đau lòng. Tùy An, đời sau nhất định phải nhớ nhìn ta nhiều hơn. Sư muội, xin lỗi, sư huynh bây giờ mới biết sư huynh hận vì sao lại chọn nhầm người. Hận, hận không chiếu cố tốt cho sư muội, hận ta đời này không thể hào hào yêu thích sư muội. Trúc Nhi, sư huynh quá ích kỷ, sư huynh sai rồi, sư huynh có lỗi với ngươi.
Tuy An à, hai sư đồ chúng ta thật sự là hữu duyên. Ta với người ta yêu quen biết lúc nàng tới tìm ta cầu binh khí, đó là thiên hạ chí cường binh khí. Nàng thích đao. Nàng là đao khách nổi danh thiên hạ. Nàng là một nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng thích ta, ta cũng thích nàng. Nhưng chúng ta chưa từng nói yêu. Luyện khí sư nhất mạch, cuối cùng sẽ có nhân của báo ứng. Thù hận rất nhiều. Năm đó, nàng một người một đao bảo vệ ta. Ta hận ta quá bất lực. Tuấn, hào hào sống sót cho ta, từ đó thoái ẩn giang hồ đi. Đời này quen được ngươi, cũng là vận đen tám đời của ta. Kiếp sau, ngươi nhất định phải cùng ta luyện đao. Đi. Đao này là một lần xuất thủ cuối cùng. Ta dùng đao này, khóa xuân phong, bồi bạn tà hữu. Đao này tên là Bỉ Ngạn, Luân Hồi. Từ đó, nàng vẫn lạc. Ta liền ẩn cư sơn lâm, không xuất sơn nữa. Tuy An à, ngươi với ta giống nhưng lại không giống. Ngươi với Tiểu Trúc từng nói qua yêu. Sư phụ, đừng làm tiểu sư mọi người thất vọng. Hào hào sống tốt, ta có một vị lão hữu là kiếm khách. Để hắn dạy ngươi luyện kiếm đi. Luyện kiếm ta cũng không có gì dạy ngươi. Đồng thời ngươi cũng không phải thật sự thích. Sư phụ vẫn là câu nói kia. Hy vọng ngươi có thể tùy tâm mà bình an. Ngươi hiểu không, Tùy An? Về sau ta ngày ngày luyện kiếm, năm qua năm, ngày qua ngày, cho đến khi trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Ta cả đời không lập gia đình, bởi vì có một tiểu sư muội yêu ta. Ta cũng rất yêu nàng. Ta cuối cùng cũng biết ta sống vì cái gì. Vì nàng mà cầm kiếm. Hiện tại có người hỏi ta vì sao luyện kiếm. Ta nói, bởi vì thích. Bởi vì Thính Trúc. Trúc Nhi, sư huynh đến gặp ngươi đây. Chờ ta, gặp nhau. Tô Tùy An, ta yêu ngươi. Tô Tiểu Trúc, ta cũng yêu ngươi.